xử phạt thanh niên đăng thông tin sai sự thật lên Facebook. Để thu hút lượng người xem, gây sự chú ý, hai nam thanh niên ở Ninh Bình lập nhiều trang fanpage của các hội, nhóm đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật lên mạng xã hội. Ngày 14 tháng 1, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an mời hai người đàn ông lên làm việc, xử lý hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật. Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Văn Hải, sinh năm 1996, trú xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình mang tên Lê Văn Hải và 4 trang fanpage của các hội. Nhóm do Hải làm quản trị đăng tải video có nội dung trên để câu view, like. Trong đó có một video một nhóm thanh niên ngồi nói chuyện trong quán nước, trêu chọc nhau về việc sinh con trai, con gái dẫn đến xô xát gây thương tích. Lực lượng chức năng đã xác định đoạn video trên do đăng tải không đúng sự thật. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, nam thanh niên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, hứa không tái diễn. Với hành vi trên, Lê Văn Hải bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trước đó, Ngô Mạnh Trung, sinh năm 1992, trú xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sử dụng mạng xã hội Facebook của mình để đăng thông tin giả mạo, sai sự thật liên quan tới bệnh viện huyện Nho Quan khiến dư luận hoang mang. Người này đã bị lập biên bản và bị xử phạt 5 triệu đồng đối với hành vi trên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo, sai sự thật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.